khi mà cuộc đời mỗi người á, khi ta trưởng thành thì cái nó sẽ đi ngược chiều với cái sự trưởng thành. Ta trưởng thành bao nhiêu nghĩa là ta biết cách đón nhận mọi điều đến từ cuộc sống đến, và cái và đương nhiên rồi, cái sự sợ hãi và cái sự trưởng thành nó sẽ đi ngược chiều nhau. Càng trưởng thành thì càng bớt sợ hãi. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành. Tại vì gần đây mình gặp rất nhiều, và không phải gần đây nữa mà trong trải dài trong suốt cái quá trình mà mình làm viện chẩn, thì mình thường xuyên gặp những trường hợp mọi người đến khi mà mọi người chưa chưa được học viện chẩn một cách thấu đáo ấy, chưa chưa có thấu đáo và chưa có học đầy đủ, thì rất hay hỏi bệnh. Và người nhà người thân của tất cả học viên khi gặp bất kỳ cái bệnh gì, cho dù chỉ là đi bệnh viện và phát hiện ra có vấn đề, ví dụ như một cái u nang, hay là một cái bệnh đơn giản như là bị xoang, bị viêm mũi dị ứng, hay là lâu lâu thì gặp một cái tên bệnh mà trong cuộc đời chưa bao giờ nghe thấy hết chẳng hạn, thì cái tâm trạng lo sợ, hoảng sợ là cái điều đầu tiên đến. Thì cái việc học viện chẩn nó mang lại cho mọi người, cho các học viên điều gì? Cái điều mà lớn lao nhất sau khi học viện chẩn đó là hoàn toàn ta có thể đón nhận tất cả những điều, cho dù là những điều mà ta đã biết hay chưa biết, nhưng mà trước đấy nó làm cho ta sợ hãi, thì giờ đây nó kìm hãm, nó giảm thiểu, hay là ta đón nhận nó một cách không sợ hãi. Đó là cái điều vô cùng lớn, vì sợ hãi là một trong những điều mà khi mà cuộc đời mỗi người á, khi ta trưởng thành thì cái nó sẽ đi ngược chiều với cái sự trưởng thành. Ta trưởng thành bao nhiêu nghĩa là ta biết cách đón nhận mọi điều đến từ cuộc sống đến, và đương nhiên rồi, cái sự sợ hãi và cái sự trưởng thành nó sẽ đi ngược chiều nhau. Càng trưởng thành thì càng bớt sợ hãi. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành. Và cũng như vậy thì diện trần là một công cụ, diện trần chính là một đòn bẩy trong cái con đường của mỗi người. Nếu mà mình nó là một trong những, và nó giúp cho mình gạt bỏ đi, loại bỏ bớt đi những cái sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời của mình. Ai cũng phải mắc bệnh, ai cũng sẽ có bệnh này bệnh kia đó, nhưng mà bất kỳ là cái gì đến thì diện trần luôn luôn ở đó rồi. Trải dài suốt một cái hành trình 40 mấy năm thì bây giờ nó đã được minh chứng. Thầy nói qua rừng y thì 40 năm đầu tiên của diện trần đã chứng minh được vô cùng đẹp cái kết quả, cái tính hiệu quả của diện trần, cái tính hiệu quả của một phương pháp mà có thể chạm được, có thể chữa lành được từ chính cơ thể của mình, nó không phải dựa vào đâu khác mà dựa vào chính mình. Thì đây là một trong những công cụ, một trong những cái đòn bẩy mà mỗi người chúng ta nên tìm về, tìm đến diện trần giống như là đang quay về với chính mình vậy. Quay về với chính mình, đó là những cái điểm nhấn, những cái điểm quan trọng nhất trong cái hành trình mà rất nhiều phương pháp ngoài kia đang kêu gào mọi người và đang giúp cho mọi người trong cái hành trình dùng cái chữ là tỉnh thức, giác ngộ. Mọi người hay nghe hai cái từ đó, thì ở phương pháp diện trần nó là hai cái từ đó, mọi người sẽ có được hai cái từ đó, mọi người sẽ chạm hai cái từ đó, nhưng mà với một cái cách tự nhiên nhất và nó cũng người nhất, nó hữu hình nhất chứ không xa xôi ở đâu cả. Nó có thể đến với mọi đối tượng, từ già đến trẻ, từ những người mà ít học cho đến những người cao học, từ những người bình dân nhất, bình dị nhất cũng có thể tự xử lý được, cũng có thể biết cách quay về với chính mình, bảo vệ chính mình, tôn kính chính bản thân mình, chăm sóc chính bản thân mình. Chăm sóc, quan tâm chính là yêu thương bản thân mình, và khi đó thì hạnh phúc sẽ đến thôi, một cách rất tự nhiên. Thì đấy chính là cái sâu xa của diện trần, và cũng là cái câu số 1 và câu số 7 nằm hết ở đấy. Được không ạ? Buổi sáng tâm môn ngày hôm nay có lẽ là cũng khá nhiều, và mỗi một buổi sáng mà ta thức giấc với nhau, ta cùng nở một nụ cười, ta cùng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và
một tiếng buổi sáng làm sao mà thật chất lượng như vậy để cả 23 tiếng đồng hồ còn lại trong ngày ấy, là ta đem những điều mà trong một tiếng đồng hồ sáng như vậy ấy, ta thầm thì ta nguyện cầu với nhau, thì một tiếng 23 tiếng đồng hồ còn lại trong ngày chúng ta đem những điều đó ra thực hành và chúng ta sống những điều đó, thì một cái ngày của mình sẽ trở nên vô cùng là đầy hoa trái, kết hoa kết trái. À, một tiếng buổi sáng là ta đi tưới nước cho tâm hồn mình phải không ạ? Ta cầm cái bình ta tưới nước. Ta nhặt sâu đúng không ạ? Ta hái lá vàng, ta hái những cái lá, ta nhặt sâu, ta tỉa lá rồi ta tưới nước cho tâm hồn mình, cho tâm trí mình. Và với những cái ước nguyện vun bồi cho một ngày 23 giờ còn lại trong ngày, ta thực hành, ta cùng sống với tất cả cái tâm tình của một tiếng đồng hồ buổi sáng đó, thì cái ngày hôm đó của chúng ta chỉ có mà sum suê hoa trái thôi. Và suốt cuộc đời mình thì cái cây này, cái cây có thể nói là cái cây diện trần, hoặc là cái cây của chính mình ấy. Ví dụ như cái cây Thu Hường, cái cây Giang Tâm, hoặc là cái cây Nguyễn Hiền, cái cây Đinh Hương Thảo sẽ sum suê những cái hoa trái mà mình đã ước nguyện, mình đã gieo trồng, để một ngày nào đó nó sẽ tỏa hương thơm ngát, nó sẽ là bóng mát, nó là một cái cây mà nó có giá trị, mà gần như là cây nào thì nó cũng có giá trị cả. Chỉ có điều cái người ngồi dưới cái bóng mát đó có biết ơn cái bóng mát đó không thôi. Đó, xin chúc cho mọi người mỗi một ngày, mỗi một giây phút mà ta đang dành cho chính mình, ta đang dành cho nhau, mọi người cảm thấy giá trị hơn, tràn đầy hạnh phúc và yêu thương hơn. Và sẽ hẹn gặp mọi người, chúng ta lại cùng đi tưới nước vào sáng ngày mai.